Vâng, chào tất cả các bác và anh em nhé. Gần đây thì cũng nhiều bác hỏi quan tâm về các sản phẩm điều khiển học, điều khiển trắng ấy. Đấy thì nhiều bác cũng rất quan tâm. Đấy. Thì đây hôm nay em làm cái clip lên thì các bác để giới thiệu qua các bác và hướng dẫn các bác cái cách mình có thể sử dụng cái khiển trắng ấy, là học thành một cái khiển đa năng. Đấy, các bác chờ em dây lại em làm lấy cái ghế đó. Cái khiển trắng đây là cái hàng của hàng Trung Quốc anh em nhé. Tất nhiên thì nó là của Trung Quốc thôi, nhưng cái sản phẩm này nó rất là chất lượng và học thì nó ít khi bị quên lệnh, nhưng không như một số cái dòng điều khiển khác, cho nên mới đi bên nhập rất nhiều cái dòng này. Đấy, dòng của Trung Quốc nhé. Đấy, thương Trung Quốc, model là 403E. Đấy. Đấy. Trước khi học thì anh em chú ý là thợ lắp pin, thì anh em cái đấy thì anh em biết rồi đúng không, lắp pin nhá, lắp đúng cực cho em nhé. Đấy, lắp pin xong ấn nút bất kỳ trên màn hình nó có cái nút đỏ lên là được, là nhận pin nhá. Đấy, thì thôi giới thiệu nhanh cho anh em. Thì ví dụ như này nhá, anh em có một cục giàn mini như này. Đấy. Cục này ví dụ có chỉnh mã check này, anh em hoặc là nói chung là có một cục giàn mini như này. Đấy, thì anh em có một cái điều khiển gốc như này. Đấy. Hoặc là kể cả đây là một chiếc điều khiển học cũng được, học học lệnh từ điều khiển nào vẫn được nhá anh em nhá. Đấy, miễn là có lệnh thôi. Đây em có một điều khiển gốc của cái điều khiển này, của cái đầu này. Ở đây là một chiếc khiển trắng chưa học gì hết. Đấy, thì bây giờ em sẽ thao tác là học một số lệnh cơ bản từ cái khiển này sang cái khiển này, để ví dụ không may ngày mai với cái khiển này nó hỏng, nó lỗi, nó mất ví dụ thế, thì mình cũng có một cái sơ cua để mình dùng. Đấy. Hoặc là như này nha anh em nhé. Đấy. Trên cái khiển học này thì nó sẽ có một hàng nút màu đỏ này, bao gồm các nút là DVD này, DVD này, CATV này, AUX này và gì? Và TV này. Bốn cái nút màu đỏ này thì tương ứng với cả các cái lệnh của nó, tức là cái khiển này cùng lúc có thể nhớ được lệnh của bốn cục giàn như này, đấy, hoặc là bốn cái thiết bị khác. Đấy. Thì nút này, sau khi nhấn nút này xong thì mình sẽ có thể thao tác được khiển ở trên các cái nút ở phía dưới này mình đã học, hoặc mình ấn nút này thì lại nó lại nhận một lệnh khác, ấn nút này nhận lệnh khác, ấn lệnh khác. Đấy, tí nữa em sẽ chỉ cụ thể sau. Đầu tiên em tháo học cho bác xem nhé. Đấy, cách học như sau, hai điều khiển đều lắp pin nhé. Đấy, đầu tiên bác ấn vào một trong bốn nút này, ví dụ như bác gán lệnh vào nút TV này đi, bác ấn giữ nút TV. Đấy, giữ đi, bao giờ cái đèn đỏ nó sáng lên này. Đấy, các bác dừng lại. Đấy, thấy chưa? Đầu tiên ví dụ như em học cái lệnh đây, đơn giản nhất lệnh tăng giảm âm lượng nhá, đây volume tăng giảm nhá, em lệnh tăng này, các bác giữ hai cái vào đâu, giữ sát vào cách khoảng 1 cm được, tốt nhất các bác cứ để sát. Đấy, các bác ấn cho em cái nút lệnh lên này nhá, ví dụ thế, ấn này. Đấy, bên này nó chấp nhận lệnh này, bên mình tướng mình gán là cái nút lên chẳng hạn, nút cộng chẳng hạn này nhá, mình nút cộng là xong rồi. Đấy, tiếp theo ở nút trừ này. Đấy, cũng ấn một lần cho đoàn đỏ chớp này. Đấy, sang bên này mình cũng ấn nút trừ đây volume. Đấy, trừ. Đấy. Và tiếp theo học những lệnh cơ bản nữa, ví dụ như tăng giảm bát chét vân vân nhá. Bắt đầu học xong các lệnh rồi, cần thiết rồi, học xong lệnh cần thiết rồi, anh em ấn nhấn nút TV này để nó khóa lại, ấn là khóa. Đấy, thì bây giờ mình có thể tăng giảm bát chét trên cái điều khiển này rồi. À, đấy nhá, anh em nhìn này, à, tăng giảm âm lượng nhá. Đấy, tăng này, giảm này. Đấy, trường hợp anh em học một lần mà nó ấn ở đây nó chưa nhận thì anh em học lại cho em là được nhá, để trong quá trình học có thể pin nó yếu, pin yếu anh em chú ý, pin yếu học lệnh cũng không được nhá, anh em phải lắp pin khỏe nhá. Đấy, pin yếu có thể mình để lệch cái mắt, hai cái mắt này xa quá thì là nó sẽ không nhận đấy anh em nhé. Đấy, thì em sẽ học lại là nhận thôi. Đấy, đơn giản là thế. Các lệnh khác học tương tự. Đấy, ví dụ lệnh tăng giảm bát check này, input này, vân vân, thì mình sẽ gắn những cái nút bất kỳ để mình nhớ. Thì sau khi học xong như em vừa nói thì ấn nút này là khóa là xong. Tương tự học với các nút dưới cũng tương tự nhé. Đây ví dụ nhé, em học cái lệnh đây em lại giữ học ở cái nút DVD này. Đấy, em sẽ học lệnh tăng giảm bát check trên nó này. Đấy, bên ở bên này em sẽ ấn nút là tông này, đây nhá. Bên này em sẽ chỉ vào này, ấn nút tông này. Đấy. Đấy. Có chưa? Ấn hơi bị lệch. Đấy, bên này em sẽ ấn vào nút này đi. Ấn nút giữa đi. Đấy, thế là học xong. Thì em lại khóa lại này. Học xong hết một loạt hãng khóa nhá. Đây em ví dụ học một nút thôi. Đấy, mình khóa lại này. Đấy, sau đó mình ấn nút này, nhận được bảng lệnh này thì nút này sẽ có tác dụng là tông. Đấy, lên được bát chép nhá. Đấy, anh em thấy không? Đấy. Đấy. Còn ở bảng lệnh này thì sẽ chưa có lệnh tông, thì anh em ấn nút đây không vô giá trị, không tác dụng gì cả. Đấy. Ở bảng lệnh này mình vừa học xong thì lại là bát chét. Rất đơn giản thế thôi. Như vậy là cùng lúc anh em có thể học tối đa là 4 cái khiển khác nhau của 4 cục giàn. Đấy, xong rồi làm cho cái khiển này thành một khiển đa năng. Đấy, được điều khiển cùng lúc có thể đúng 4 cục giàn tương ứng. Hoặc là ngoài ra còn có thể điều khiển cho tivi hay là tất cứ cái gì khác, cái đấy em chưa test nhá, em chỉ test cục giàn thì thấy là nó ok. Những thiết bị khác như anh như
nhà sản xuất họ giới thiệu thì tivi các thứ cũng được, thì các bác về các bác tự test thử xem được không nhá. Đấy thì em test là test trên cục dàn là chủ yếu thôi, vì em bán dàn mini là chính mà. Đấy thì anh em mà có nhu cầu mua cái khiển trắng như này thì cứ liên hệ với Trung Kiên Audio qua số điện thoại của em là số Zalo, cũng là số Zalo đó là số 0975 575 262. Đấy, một chiếc khiển như này bao gồm cả hộp anh em nhé, đầy đủ hộp bảo vệ. Đấy bên em bán giá là 90.000 cho anh em, 90.000 một chiếc và chưa bao phí ship. Anh em mua hai sản phẩm trở lên thì em sẽ bao ship. Đấy, còn mua một sản phẩm thì anh em sẽ giải phí ship nhé. Đấy, 90.000 thôi. Anh em có nhu cầu liên hệ số Zalo là 0975 575 262. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác và anh em.